này bao nhiêu một cặp á anh? 380 hả? Ủa, cặp 300. 10 cặp là bớt luôn. Cúc này bây giờ bao nhiêu một cặp hả chị? Một cặp là 300 em. 300 hả? Mình có đem ra ngoài đường bán không? Không, bây giờ nó chưa cho bày đi ngoài. À, nó chưa cho bày hả? Khi nào mới bày ra chị? Dạ, dạ. Rất là đẹp. Không biết là ăn uống như thế nào, em sợ là cái này người ta đôi khi chăm sóc để nó được như thế này, người ta dùng cũng nhiều phân thuốc. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 2 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2023. Em đang đứng trên con đường Lý Thường Kiệt. Con đường Lý Thường Kiệt này ngày xưa có tên là Nguyễn Văn Thoại. Khu vực này là quận Tân Bình. Phía trước thì chúng ta sẽ đi về hướng của đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa. Sau lưng của em thì sẽ đi về ngã tư Bảy Hiền, về phi trường Tân Sơn Nhất, và chúng ta có chợ Tân Bình, chợ đầu mối thời trang, quần áo, vải vóc ngày hôm nay. Gần Tết rồi, chắc có lẽ cũng đông và nhộn nhịp. Tuy nhiên trong các clip này thì em xuất phát từ vị trí con đường bên trái là Nghĩa Phát, bên phải là đường Đông Hồ. Để mời cô bác anh chị chúng ta chạy về con đường Bắc Hải, đi trên đoạn đường Thành Thái để cập nhật một chút cái sắc màu của mùa xuân, những bông hoa đầu tiên ở Sài Gòn chuẩn bị đón cái Tết Quý Mão sắp tới. Trước khi đi, xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, sức khỏe và thật bình an để chúng ta chuẩn bị đón cái Tết sắp tới. Bây giờ em bắt đầu lăn bánh xe xích lô đây anh chị. Cái xe xích lô và được khóa rất là cẩn thận, khóa dây xích đàng hoàng lại, không có cho bánh chạy. Phía sau cái yên này là yên chú Bác Tài. Bác Tài ngồi cột nhiều dây với là vải cho nó êm cái mông. Xe này chủ yếu chắc là chở hàng chứ không có chở khách. Rồi, mời cô bác anh chị cùng lang thang trên con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại. Một đoạn thôi, một đoạn để em chạy về khu vực đường Bắc Hải. Em cũng không biết xuất phát từ cái vị trí nào cho nó tiện lợi, đừng có dài quá, nên thôi đứng ở đây. 2 giờ chiều hôm nay ngày 4 tháng 1 rồi, chúng ta còn 18 ngày nữa. Nhưng mà em đếm để biết và quay phim thôi, chứ không phải đếm từng ngày để chờ Tết đâu. Nhưng mà đôi khi cũng muốn về thăm gia đình, về thăm gia đình một chút, cho nên là cũng nôn nao, có lý do về thăm gia đình. Ồ, bên phải của em ở đây một cái vị trí nó rất là sơ sát, bên trong có ngôi nhà cũng cũ nát rồi đó. Ở đây có hai chiếc Jeep này đó. Hai chiếc này cũng bánh xe bẹp luôn, đồ tháo ra bán từng món hay sao, bán sắt vụn. Ở đây khu vực này ngày xưa lúc trước là cái trung tâm thương mại anh chị, Sài Gòn Shopping Center, CMC Plaza. Bây giờ nhìn nó gốm, nhìn như cái khu nhà ma vậy á. Đây anh chị nè, cái cổng thì nó sập xuống không. Bên tay phải em thì khu nhà bỏ hoang luôn, không biết ngày xưa ở đây là cái mảnh đất của vị trí gì đó. Em nhớ không lầm là từ mùa dịch cho tới đến năm nay là coi như bỏ hoang như thế này, không có ai làm ăn kinh doanh ở đây hết trơn. Đối diện cũng là một cái dãy nhà cũng cũ và có mấy cây me. Thôi em tập trung chuyên môn đi góp nhặt một chút hoa xuân gửi đến cô bác anh chị.
Con đường Lý Thường Kiệt đoạn này vào mỗi cái dịp Tết đến cũng trở thành cái chợ hoa. Dọc hai bên đường họ bán hoa nhiều lắm, đặc biệt là cúc, tắc, và có từng cái đống dưa hấu người ta đổ để bán nữa anh chị. Nhộn nhịp lắm. Con đường này nó chạy dài từ vị trí như thế này này cho tới trường đua Phú Thọ ra đường 3 tháng 2 luôn, tức là đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Bán hoa nhiều. Trời Sài Gòn hôm nay dự báo là có mưa dông. Bây giờ thì em thấy là gió này, mây bắt đầu cũng gom lại, tuy là chưa có vị trí nào mây đen. Bên tay phải của em ở đây là có ngôi trường Nguyễn Thái Bình. Trên con đường Lý Thường Kiệt này, Nguyễn Văn Thoại này, nó nổi tiếng với trường nữ dân quân đó. Bên phải em là trường Nguyễn Thái Bình, nó nằm cũng ở đâu gần đây đây. Bây giờ thì hình như là em cũng không tìm cũng không ra thông tin nó nằm vị trí nào, không biết còn hay mất. Mấy hôm trước chạy ngang thì em thấy khu vực chợ hoa đường Thành Thái cũng bắt đầu có người bán rồi. Tuy nhiên vị trí đó là các cái cơ sở hoa kiểng, người ta bán quanh năm. Chỉ có điều là gần Tết thì người ta trưng nhiều hoa hơn và hoa nở bắt đầu nở ra thì nó rất là đẹp thôi. Chính vì vậy mời cô bác anh chị đi ngắm cảnh, tìm hoa. Ở đây là em quẹo bên tay trái được rồi, về con đường Bắc Hải. Ở bên tay phải thì chúng ta mon men về khu vực cư xá Lữ Gia. Đi thẳng thì chúng ta băng qua con đường Lữ Gia Tô Yến Thành để đi về đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa. Ở đây là có một cái nhánh bên trái là con đường Bắc Hải đó. Mời các bác anh chị em chạy nhanh một chút nha. Đây, Bắc Hải đây, đi vào khu cư xá Sĩ Quan Chí Hòa năm xưa, bây giờ là cư xá Bắc Hải. Trời chiều rồi. Đây, con đường Bắc Hải có cái bảng đó, anh chị thấy không? Đây, có một bà bác với một cái xe ba bánh chở đủ thứ đồ. Đây, ta bán củ đinh lăng. Đây, bán củ đinh lăng, củ ba kích ngâm rượu. Mấy cô bác anh chị đã từng mua những cái củ này hay chưa? Đinh lăng ba kích. Đây Tết người ta cũng bán hoa. Dọc theo hai bên vỉa hè của con đường Bắc Hải này. Nhưng mà bây giờ thì chưa. Tính ra là cũng chỉ còn có 18 ngày thôi. Thời gian trôi rất là nhanh. Đó, chậu đó, con đường Bắc Hải này chắc là ngày xưa không có đâu. Nó mở rộng sau năm 75 thôi. Hoa đây anh chị này. Hoa mồng gà này. Cây dừa kiểng nè. Một vài cái hình ảnh hoa, một vài cái hình ảnh sắc hoa trong những cái ngày giáp Tết sớm như thế này gửi đến cô bác anh chị. Cúc mâm xôi nè. Cúc mâm xôi bây giờ thì nói chung là những cái chậu hoa bây giờ thì giá cũng đang cao. Cao ở đây không phải là cao so với thu nhập hay là gì hết, mà là cao so với những ngày gần Tết. Còn mà cũng tùy thôi. Có người thì thấy giá vừa, có người mà ít tiền thì người ta cảm giác giá cao. Đây là những gốc mai. Gốc mai. Cúc mâm xôi thì khoảng 250, 300 một cặp, 400 một cặp theo như em được biết như vậy. Tất nhiên là cũng tùy chậu to, chậu nhỏ, đẹp hay xấu nữa. Ở đây có cái phố Ông Đồ, năm nào cũng vậy. Năm nào ở đây cũng có cái phố Ông Đồ. Phố này thì làm cho vui thôi. Không có nhộn nhịp giống như ngoài nhà văn hóa thanh niên. Cây mai giả người ta cũng gắn ở đây này.
bây giờ cũng chưa thấy động tĩnh gì anh chị. Ở đây có cái cổng đó, 2023. Thì bây giờ tất cả các cái hình ảnh trang trí lễ hội Tết đa số là người ta thiên về những cái gì nó dân dã, những cái mái nhà tranh bằng tre nứa mây đó. Chứ không ai làm mấy cái nhà hiện đại ở đây cả đó. Nó làm những cái mái tre như thế này thu hút được bà con mình trở về với một cái gì đó nó thiên nhiên, một cái nét đồng quê. Ở đây có một cái cơ sở bán cây kiện, người ta có mấy cái chậu cúc mâm xôi, nhìn cũng rất là đẹp đấy anh chị. Bán phân, bán đất, cúc mâm xôi. Chỗ này chắc là cái bãi giữ xe hay gì, lớn quá. Đúng rồi, cái bãi giữ xe. Ở trong này thì em thấy có bán cúc mâm xôi nè, đẹp anh chị thấy không, nhà vừa người ta bán đó. Nó nở đẹp chứ bộ, quá trời đẹp luôn. Ồ đây nè, quá trời. Cúc đẹp quá. Cái chậu chân ở đây. Cúc này bây giờ bao nhiêu một cặp hả chị? Một cặp là 300 em. 300 hả? Mình có đem ra ngoài đường bán không? Không, bây giờ nó chưa cho bày đi ngoài. À, nó chưa cho bày hả? Khi nào mới bày ra chị? Dạ, dạ. 300 một cặp. Nở đẹp quá trời, còn búp búp rất là nhiều. Cây hoa giấy. Chậu hoa giấy cũng đẹp. Là cái bãi giữ xe thì anh chị, cúc mâm xôi này bây giờ là 300 một cặp á, ở đây cũng có nè, 300 một cặp á anh chị, thấy không? Em đoán khoảng 250 tới 450 tùy cái chậu to hay chậu nhỏ. 4-5 ngày nữa là người ta cho chân ra, bây giờ thì đang sớm. 4-5 ngày nữa là ở đây là ngập trời hoa rồi, cũng không còn lâu đâu. À, hôm nay là 4 tây rồi. Đấy, ta còn có khoảng là 18 ngày nữa đó, lúc này em có đếm sẵn rồi đó. Tình hình giá cúc mâm xôi năm nay thì bây giờ là xuất phát là từ 300 cho tới 450. Chạy ra nếu mà tính ra đô á thì chắc khoảng chừng 20 đô, 15 cho tới 20 đô đó. Một cặp á, thường người ta mua người ta nói giá một cặp. Chứ cũng không ai nói giá một chậu đâu, tại vì mình mua có cặp về chân chứ. Đi thẳng thì chúng ta vào cư xá Bắc Hải. Cây này cái gì em cũng không biết tên nè. Cái trái nhìn nó đẹp lắm. Đó. Càng ngày càng có nhiều loại cây, có nhiều loại hoa. Đây nè, cây này nhìn đẹp quá trời luôn. Ta đang bỏ vô chậu đó anh chị. Cái này gọi là cái gì á anh? Dạ. Cái này mình bán bao nhiêu chậu anh? Cái chậu mà vô chậu luôn là bao nhiêu chậu anh? Vô chậu luôn hả? Cây 300 nè. Cây 300 á hả? Dạ. Đẹp quá trời luôn. Nè, cái chậu này đẹp quá. Các anh chị thấy không? Đó. Một cây là 300 mà một chậu là 2, 4, 6, 7 cây.
đó. Đó, bà con nhà vườn mình bắt đầu đang làm đó. Một chậu như vậy là 7 cây à, các anh chị, 7 cây mà tính chưa tính cái chậu, một cây vậy là 300. Rồi tính luôn cái chậu nữa là một chậu như vậy nhiều khi cũng phải 3 triệu cho tới 3 triệu rưỡi một chậu là em đoán thôi đó. Để 7 cây là 2 triệu mốt rồi. Đó, rồi còn cái chậu mình chưa tính, cái chậu thì nhiều khi cũng 5-700. 3 triệu mấy cái phát tài này đẹp quá anh chị. Đây nè. Mấy cái phát tài này nè. Ở đây là các cái cơ sở bán cây kiện luôn, người ta bán quanh năm. Nhưng mà chỉ có Tết thì nó mới người ta mới chân nhiều bán mấy cái cây mùa xuân như vậy, chứ còn bình thường thì người ta bán những cây bình thường thôi. Mấy cái cây phát tài á, nhìn nó đẹp, cô bác anh chị trưng ở trên bàn là nhìn nó sang, nó không có quá nhiều cành lá. Ồ, cái này người ta còn làm thành cái hình con cong, tết thành cái hình con cong đây anh chị. Ồ, đẹp quá. Ồ, có còn cá chép nữa hả, cô bác anh chị thấy công phu ha, rất là công phu luôn. Đó, một vàng ở đây luôn nè anh chị, nhìn mê á. Em ít khi bị hấp dẫn bởi cái hoa lắm, nhưng mà nhìn mấy cái phát tài này mê, người ta làm rất là đẹp á. Ôi trời ơi, mấy cái bình không thấy cũng mê nữa anh chị. Đâu, mấy cái bình mà thấy cũng mê luôn. Cân chỉnh từng ly từng tí, công phu lắm. Đó. Ai đi ngang cũng phải ngó vào cái cơ sở cây phát tài này. Bình châm bông. Ở đây thì các cái loại hoa. Nhiều loại hoa quá, em thì không chuyên về hoa. Đôi khi cũng không biết hết. Hoa hồng nè. Đó, phao chè nè, phao chè đi mua rồi nè. Cúc mâm xôi mấy chậu này nó nở gần hết rồi, nhưng mà nó đẹp hơn. Cái này bao nhiêu một cặp á anh? 380 hả? 10 cặp 300. 10 cặp là bớt luôn. 380 cặp. Đó, ta đi xe ta chở này, câu chờ đi xe chở một cốp sau luôn. Đó, 380 một cặp, anh chị thấy là tùy chỗ, nhưng mà phải công nhận là cái đợt sau này 380 cây chậu nó đẹp hơn, búp nó đẹp hơn so với mấy cái chậu cúc mâm xôi mình thấy lúc đầu. Cho nên là nó tùy tùm lum hết, nó tùy đẹp xấu, to nhỏ, búp nhiều hay búp ít. Nhiều khi là tùy người bán nữa. Ở đây là phân rồi đất rồi chậu. Đó, em cập nhật sơ sơ như vậy để, tức là cập nhật nhanh để cô bác anh chị biết được giá cả của cái hoa bông, bông tết như thế nào. Rồi, đẹp. Có cây tre nữa, mấy cái lụa này chuẩn bị làm hậu cá nè. Đó, lụa hồ cá đây anh chị nè, bắn cá này. Đây là lan. Đó, khu vực Thành Thái thì nổi tiếng với các cái chậu cây lan. Đó, mấy bên trái của em á, người ta lấy cái vỏ sò rồi trái bí, trái bầu người ta làm đẹp quá. Đúng là làm cái này phải sáng tạo rồi, phải có cái đầu óc sáng tạo và đam mê. Chứ cỡ như em là thua rồi. Lan hồ điệp. Đây người ta đang rửa các cái cây, cây gốc, rễ. Hồi xưa em gọi cái này là đi đào gọc á. Đi đào gọc.
Ngày xưa em hay đi đào gọc là đào mấy cái rễ cây đó, à, cúc mâm xôi này thì nhỏ hơn nè, có thể là 300, 280 cặp đó. Rồi mời cô bác anh chị đi lang thang ở bên trái của em á, là nguyên một cái hành lang người ta bán lan đó, tí xíu nữa em quẹo lại mời cô bác anh chị xem vài cái chậu lan đẹp đẹp ở đó. Ở đây còn bán chim nữa, rồi hoa, mấy cái chậu hoa nhựa như thế này nè, thì nói chung nó cũng rẻ thôi, cũng không có mắc lắm. Bắt đầu là bây giờ cúc nè, xuống xe nè, mấy cây cây tắc nè, trang trí nó cũng rất là đẹp. Mấy chậu tắc đây còn hoa nữa, ớt cái này. Đó, cúc mâm xôi. Đó. Chưa lên hay sao anh chị? Chưa, hoa chưa lên. Năm nay thấy như vậy thì cũng ít. Chưa đâu, mới còn mười mấy, 20 ngày nữa. Wow, cây bonsai này. Này là cây bonsai thôi, người ta ta treo mấy cái lồng đèn nho nhỏ lên nhìn nó đẹp. Của ba anh chị ngắm cảnh này, ngắm cây bonsai này từ ngọn tới gốc luôn đó, kỳ công. Có mấy cô chú mà thích chơi bonsai thì ghiền mấy cây này lắm, đẹp. Cây phát tài này, mấy cái chậu phát tài đã làm đẹp quá trời luôn. Ồ, ở đây có khế cho bị diễn với lại tắc. Đó, xe nãy giờ em thấy toàn là phâu chè với lại Land Cruiser rồi lên mua không à. Cây khế này đó, ở trên là cây tắc rất là to, cây tắc này cũng tiền triệu không á chứ. Nếu mà không có chiếc xe này thì em đi đứng ở ngoài đó em hỏi, còn có chiếc xe thì nó cấn mất cái... Ở đây có một cây quýt nữa này, cây quýt rất là đẹp luôn, cây quýt đẹp quá trời. Đó, bữa diễn người ta có viết chữ viết đồ lên xe đi rồi. Mời cô bác anh chị ngắm cảnh nha. Thấy mấy cái này là thấy mùa xuân rồi đó. Cây bự diễn người ta có dán cái chữ tài phát lộc ở trên trái đó. Cây này em nhìn thấy là trái là giống như trái thiệt luôn này, không có ghép nha. Cái bự diễn này nè, em thấy nhánh không có cột. Nhánh không có cột. Còn ở đây có một cây quýt nè, anh chị thấy cái trái màu đỏ không? Nó bị trắng mất cái xe đậu rồi. Trái màu cam cam đó, rất là đẹp. Không biết là ăn uống như thế nào, em sợ là cái này người ta đôi khi chăm sóc để nó được như thế này, người ta dùng cũng nhiều phân thuốc, cho nên là nhiều khi mình ăn là không được, chứ nếu ăn được thì quá trời quá đất ngon. Mua về còn ăn nữa không? Đẹp á, cái này đẹp. Một chậu như thế này thì em giờ cũng không thấy ai để hỏi, nhưng mà nếu mà em đoán nó cũng phải từ tầm 3 triệu, 4 triệu mấy cái chậu quýt. Còn cái bưởi diễn này là to đó nha. Cái bưởi diễn này là hàng chục triệu đồng đó. Trái thiệt nó càng đắt tiền nữa. Tại cái một cái bưởi nhỏ là một cây nhỏ là người ta đã bán 5-7 triệu rồi. Cái này to như thế này mà trái thiệt không ghép. Quan trọng là vậy đó, trái thiệt không ghép. Đây có mấy trái đã lắm này, anh chị thấy không? Nó màu đỏ luôn, hồng hồng chứ. Cái trái này dài quá trời, cái chữ phát ở trên đó. Ồ, nó to. Trái này cả ký mấy, 2 ký còn gì nữa. Minh Tâm trang trí đẹp.
mấy cây tắc nè, tắc nè, quất nè. Mấy cây tắc này bây giờ bao nhiêu một cam một chậu vậy anh? Không biết anh, chậu chưa giá. Chậu chưa ba giá hả? Đây có cây uống sữa nữa hả? Uống sữa là cái gì? Chưa cho giá, chủ chưa cho giá. Có thể là người ta chưa nói giá bởi vì đôi khi chắc người ta thấy em đi quay ta ngại, người ta chưa có nói giá. Nhưng mà tiền triệu không á, em đoán tiền triệu không đó. Ở đây thì hoa hồng, hoa hồng, hoa cúc treo treo mấy cái dây này vậy cho đẹp. Bên trái thì vào khu vực cư xá Bắc Hải. Còn đi thẳng ở đây thì chúng ta đi đường Thành Thái này tới ngã tư Tô Hiến Thành phía trước đó anh chị. Rồi chúng ta băng luôn qua đường Thành Thái tới đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa, ở cái chợ chợ cá Trần Quốc Toản đó. Rồi chúng ta đi đường Nguyễn Tri Phương, chúng ta về khu Đại Thế Giới La Cai. Đây thì xe hơi đậu vậy nè. Thì chắc là em đi thẳng luôn. Bên kia em thấy có lan, nhưng mà mấy chậu lan đó nó loe ngoe không mà không có đẹp. Lan đó người ta bán từ hồi trước tới giờ rồi, nó không có phải là những cái chậu lan mới nhập về Lan Hồ Điệp. Đó, một chút cái hình ảnh hoa, rồi vài cái chậu có giá, cô bác anh chị có thể nắm bắt được cái tình hình chung của Sài Gòn mình ngày hôm nay. Hoa cúc thì em độ là từ 300 cho tới 450 một cặp, tùy đẹp xấu. Cúc mâm xôi á, còn mà mấy cúc kim cương đại đoá to to thì chưa có thấy chân ở Sài Gòn. Nhưng mà năm ngoái á, một chậu to cỡ như là cái chậu nó cỡ chừng một vòng tay mình ôm gần hết á, thì nó tới 5 triệu một cặp, triệu về đó 2 triệu mấy một chậu đó. Thì chờ ít hôm nữa em sẽ cập nhật một chút cái tình hình chợ hoa, có chỗ nào mà bán cúc bán mai đó tập cập nhật nó dễ hơn. Ở đây thì bên trái anh chị đi con đường Tô Hiến Thành chạy về Sư Vạn Hạnh hoặc là chạy về chợ Hòa Hưng, còn bên phải thì chạy ra cư xá Lữ Gia với trường đua Phú Thọ thôi. Còn chút xíu nữa em chạy trên cái con đường Thành Thái này luôn. Mời cô bác anh chị ra hướng chợ cá Trần Quốc Toản năm xưa. Hôm nay là cái đường 3 tháng 2 với cái siêu thị đó. Rồi mời cô bác anh chị băng qua con đường Thành Thái. Thành Thái này ban đêm thì nhộn nhịp lắm. Ban ngày thì nó cũng nhộn nhịp nhưng mà chủ yếu là kẹt xe, chứ còn quán ăn đồ ban ngày thì không có thấy đông. Thành Thái đây anh chị. Bên trái của em thì có bệnh viện 115, nơi tuyến đầu của bệnh đột quỵ đó. Ngày hôm nay là chở vô đó tai biến. Không khí buổi chiều của con đường Thành Thái đêm cũng đông, ngày cũng đông. Đây bên phải em là chợ Thành Thái này, có bán mấy cái trang trí Tết.
Phía trước thì chúng ta đi tới nhà thờ Đồng Tiến, cư xá Cục Công Binh, cư xá Đồng Tiến, bên mé tay phải. Bên trái em là đường Dương Quang Trung, anh chị chạy đi về đường Sư Vạn Hạnh. Khu vực này thì trước năm 75 rất là nhiều cái trại gia binh, khu quân sự. Bây giờ thì nhà mọc lên rất là nhiều. Bên trái của em là Học viện Quân y, phân hiệu phía Nam. Còn bên phải là vào mấy cái khu cơ quan nhà nước, công an, thường lái, quân đội. Hẻm số 51. Khu đi bộ thi bằng lái. Lúc nào thấy cũng đông. Bên trái của em chính là nhà thờ Đồng Tiến với cái tháp chuông kia anh chị. Buồn vui kỷ niệm. Em đang chạy dần tới cuối đường rồi, cuối đường Thành Thái. Bên kia là huyện Chi Phương nối dài. Bên trái em hiện tại đây đang là cư xá nhà thờ Đồng Tiến. Còn bên phải là con đường cư xá Đồng Tiến chạy về cư xá Đồng Tiến, Cục Công Binh. Đó là trường Diên Hồng nè. Bên phải của em trường Diên Hồng. Còn bên trái của em qua khỏi nhà thờ Đồng Tiến là trường huyện Khuyến. Ngày xưa cũng là trường Đồng Tiến. Và huyện Khuyến cũng là tên của em. Có điều em không biết làm thơ thôi. Làm thơ con cóc, con nhái, con ếch thì được. Đường Nguyễn Khuyến bên trái của em bây giờ mới được xây lại, mới được xây lại như thế này đó. Thuộc vào cái mặt tiền rộng ra, rồi ngôi trường xây mới sơn đó. Sơn cái màu kem sầu riêng đó. Đường Nguyễn Khuyến, trường Đồng Tiến năm xưa. Đối diện với trường Nguyễn Khuyến thì là khu vực cư xá Đồng Tiến. Con đường chu già, ô tô chở mới chịu, không đội nón luôn. Học sinh đó, trời bắt đầu nổi gió đó, không biết cô bác anh chị thấy không. Rồi ngay phía trước đây thì em xin tạm dừng cái clip trong một cái buổi chiều đi ngắm các cái chậu bông dọc theo con đường Thành Thái. Hy vọng là cô bác anh chị có một chút sắc xuân sớm trong những cái ngày giáp Tết. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn luôn bình an, sức khỏe, nhiều niềm vui, và đặc biệt có những ngày cuối năm chuẩn bị đón cái Tết Quý Mão thật là hạnh phúc bên gia đình. Xin tạm dừng các clip, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Phía trước là cầu vượt huyện Tri Phương. Bên qua bên kia là huyện Tri Phương, còn con đường cắt ngang là đường Trần Quốc Toản năm xưa đó, là 3 tháng 2 ngày hôm nay. Chợ cá bên trái của em.